Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Xử lý FLC, Tân Hoàng Minh có ảnh hưởng nợ xấu ngân hàng. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 4, tại Thường vụ Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã trình dự thảo nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Trình bày báo cáo, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, lũy kế từ khi nghị quyết có hiệu lực, từ ngày 15 tháng 8 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý hơn 380.000 tỷ đồng nợ xấu. Sau khi có nghị quyết số 42, phần xử lý nợ xấu thu hồi do khách hàng tự trả nợ tăng lên nhiều so với trước, khoảng 40%. Tức là khi có nghị quyết 42, người đi vay thấy trách nhiệm của mình trong vay, trả nợ và tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng thu hồi nợ. Bà Hồng đề nghị Quốc hội thông qua nghị quyết kéo dài thời gian áp dụng nghị quyết số 42 thêm 2 năm, đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2024, theo thủ tục rút gọn tại kỳ họp tháng 5 năm 2022. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói, việc kéo dài thời hạn áp dụng nghị quyết là cơ sở pháp lý để xử lý nợ xấu còn tồn đọng và những khoản nợ theo nghị quyết bị chuyển thành nợ xấu do tác động của đại dịch COVID-19. Nêu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đánh giá thêm cơ cấu nợ trong mỗi lĩnh vực. Bây giờ, nợ trong bất động sản, chứng khoán, tín dụng, tiêu dùng như thế nào? Rồi nợ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp là bao nhiêu? Về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, riêng phát hành năm 2021 đến hơn 700.000 tỷ đồng, trong đó 44% về các lĩnh vực bất động sản. Theo Chủ tịch Quốc hội, vấn đề trái phiếu doanh nghiệp đã cảnh báo nhiều lần rồi, chứ không phải bây giờ mới cảnh báo. Và chắc chắn tới đây rất nóng. Nhân đây, ông còn đề nghị Ngân hàng Nhà nước đánh giá thêm về sở hữu chéo trong hệ thống vì manh nha bắt đầu lại cũng phức tạp. Nhân việc Thường vụ Quốc hội nêu vấn đề xử lý nợ xấu và sau khi xảy ra vụ việc liên quan đến tập đoàn FLC và Tân Hoàng Minh, theo bà Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng ban công tác đại biểu Ngân hàng Nhà nước, nên phối hợp với Bộ Tài chính có phương án xử lý phù hợp nhằm ổn định thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp, từ đó tạo tâm lý niềm tin cho các nhà đầu tư. Vì đây cũng là vấn đề rất nhạy cảm, đề nghị với Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ cần phải đánh giá tác động nợ xấu liên quan đến thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Thanh nói và cho biết, cử tri băn khoăn liệu việc xử lý đó có ảnh hưởng đến nợ xấu của các tổ chức tín dụng hay không. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới, trong báo cáo nên đánh giá sâu và cụ thể hơn việc xuất hiện các loại tội phạm cho vay nặng lãi, tội phạm xã hội đen trước và sau khi thực hiện nghị quyết số 42. Đặc biệt là xuất hiện những loại tội phạm mới sau khi thực hiện nghị quyết 42 như thế nào. Ông Tới nêu, tội phạm thao túng thị trường chứng khoán thì có liên quan tới nghị quyết 42 này như thế nào? Thu những tài sản bảo đảm thì xuất hiện các loại tội phạm mới như thế nào? Theo tôi, nên đánh giá sâu vào những vấn đề đó. Giải trình sau đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng 4 lần tha thiết mong Quốc hội cho phép kéo dài thời hạn áp dụng nghị quyết 42 thêm 2 năm đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2024 trong thời gian chờ luật hóa các quy định xử lý nợ xấu. Bà Hồng nói, Ngân hàng Nhà nước sẽ cố gắng hết sức để thực hiện nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, do liên quan đến các khoản nợ, tiền và chắc chắn khi xây dựng các quy định sẽ có rất nhiều ý kiến khác nhau và thời gian để luật hóa các quy định thường là 2-3 kỳ họp Quốc hội. Tuy vậy, kết luận phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chỉ kéo dài thời hạn áp dụng nghị quyết 42 tới hết năm 2023, không mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng nghị quyết này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tay các ý kiến, hoàn thiện báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết 42 và hồ sơ đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng nghị quyết 42. Ủy ban Kinh tế thẩm tra chính thức đề trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp tháng 5 năm 2022. Khởi tố vụ án gần 400 hectare rừng bị tàn phá nghiêm trọng. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 14 tháng 4, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án về tội hủy hoại rừng xảy ra tại địa bàn xã Ea Tờ Mốt, huyện Ea Súp để tiếp tục điều tra làm rõ. Số diện tích rừng bị tàn phá nằm tại tiểu khu 205, 222
do Ủy ban Nhân dân xã Ea Tờ Mốt quản lý. Trước đó, ngày 30 tháng 3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk nhận được thông tin phá rừng trên địa bàn huyện Ea Súp do Chi cục Kiểm lâm vùng 4 cung cấp. Ngay sau đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo hạt kiểm lâm huyện Ea Súp cùng các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh. Qua đó, cơ quan chức năng xác định đây là phần diện tích rừng bị phá lớn nhất từ trước đến nay tại Đắk Lắk, với tổng cộng hơn 380 ha rừng bị phá. Tại hiện trường, những gốc cây bị cưa hạ nằm ngổn ngang, nhiều cây thân còn ứa mủ. Thời gian bị cắt hạ khoảng 7 ngày trước thời điểm bị phát hiện. Điều đáng nói, khu vực rừng bị phá chỉ nằm cách Ủy ban Nhân dân xã Ea Tờ Mốt khoảng 10 km. Được biết, trước đây phần diện tích rừng trên được Ủy ban Nhân dân huyện Ea Súp giao cho các hộ dân trên địa bàn xã này quản lý, sử dụng, ổn định vào mục đích lâm nghiệp. Tuy nhiên, việc quản lý của người dân không hiệu quả, nên từ năm 2020, huyện đã giao cho Ủy ban Nhân dân xã Ea Tờ Mốt quản lý, bảo vệ. Gần đây, một công ty xin chủ trương khảo sát để lập dự án trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng, trồng cây ăn trái. Tuy nhiên, trong lúc công ty này vẫn đang trong quá trình khảo sát hiện trạng rừng thì xảy ra vụ phá rừng. Trước vụ phá rừng nghiêm trọng, Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp có văn bản đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk chủ trì phối hợp Chi cục Kiểm lâm vùng 4. Tổ chức kiểm tra, làm rõ dấu hiệu phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn xã Ea Tờ Mốt để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Cục Kiểm lâm cũng cử cán bộ của đội kiểm lâm đặc nhiệm phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, Chi cục Kiểm lâm vùng 4 tổ chức kiểm tra xác minh vụ phá rừng. Bị phạt 3 năm tù vì chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Tô Ngọc Vũ Duy, sinh năm 1982, trú tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, mức án 4 năm tù, và Nguyễn Quách Nguyện, sinh năm 1985, trú huyện Long Xuyên, tỉnh An Giang, mức án 3 năm tù, về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Theo cáo trạng, vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, Duy nhận được điện thoại từ một người chưa rõ danh tính, thuê hai xe ô tô loại 7 chỗ để chở khách Trung Quốc từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh với giá 20 triệu đồng một chuyến. Duy đồng ý và liên hệ với một người tên là Vũ, không rõ lai lịch, để rủ đi chở khách. Vũ không chở được nên đã cho Duy số điện thoại của Nguyện. Sau đó, Duy gọi cho Nguyện rủ đi chở khách Trung Quốc với giá 20 triệu đồng một chuyến. Sáng ngày 26 tháng 1 năm 2021, Nguyện thuê xe ô tô và xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh chạy theo quốc lộ 1A ra Hà Nội để đón khách của Duy. Nguyện có rủ NQP, sinh năm 1994, trú tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, đi cùng xe để nói chuyện cho vui. Duy một mình điều khiển xe ô tô 7 chỗ đi ra Hà Nội trước. Ngày 28 tháng 1 năm 2021, khi ra tới Hà Nội, người thuê Duy gọi điện thoại cho Duy, yêu cầu chờ sang ngày 29 tháng 1 năm 2021 đón khách. Duy không đồng ý và quay xe về lại thành phố Hồ Chí Minh. Khi đang di chuyển trên đường cao tốc Hà Nội-Ninh Bình, có một xe ô tô 7 chỗ ra hiệu cho Duy dừng xe và thương lượng với Duy về việc chở 5 khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào thành phố Hồ Chí Minh với giá 5 triệu đồng một người. Duy đồng ý. Đến tối 28 tháng 1 năm 2021, lúc này Nguyện đã chạy xe ra gần đến Hà Nội thì nhận được điện thoại của Duy nói quay lại cây xăng của trạm dừng nghỉ trên cao tốc từ Hà Nội đi Ninh Bình. Nguyện quay xe lại gặp Duy và nhận 3 người Trung Quốc từ xe của Duy đưa lên xe. Duy đưa cho Nguyện 1 triệu đồng, sau đó Duy điều khiển xe chở 2 người Trung Quốc chạy trước. Nguyện chở 3 người Trung Quốc chạy theo xe của Duy để cùng đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình di chuyển, Duy và Nguyện thường xuyên trao đổi, liên lạc với nhau qua Zalo điện thoại, chia sẻ vị trí trên Zalo cho nhau và thông báo để tránh các chốt công an. Lúc 16 giờ 35 phút ngày 29 tháng 1 năm 2021, khi Nguyện điều khiển xe ô tô đến trước số nhà 19A, đường Nguyễn Văn Cử, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thì bị tổ công tác của lực lượng 911, Công an thành phố Đà Nẵng và Công an quận Liên Chiểu kiểm tra hành chính, phát hiện trên xe có 3 người Trung Quốc. Cả 3 người này đều không xuất trình được thị thực nhập cảnh Việt Nam. Sau khi Nguyện bị lực lượng chức năng phát hiện, Duy lo sợ nên đã trả hai khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên xe xuống địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Duy chưa nhận được tiền từ người thuê chở và không còn lưu giữ thông tin liên lạc của người đó.